lần anh đánh em, từ lần đó là em bỏ anh luôn. À, bắt đầu xuất hiện sự bạo hành đúng không? Thôi bỏ đi, bỏ đi. Đập nguyên trái dưa hấu vô đầu á. Đập nguyên trái dưa hấu vô đầu á. Trời đất ơi. Trời. Đầu ai? Đầu em. Đập trái dưa hấu lên đầu em. Ừ, bể đôi trái dưa hấu luôn. Wow, cái đầu em cũng xuất sắc chứ. Em tức của em lấy dép em tạt lại luôn. Chứ sao tự nhiên ba mẹ mình không đánh mình thôi, tự nhiên chị mới yêu nhau thôi mà. Mắc mớ gì không có quyền đánh. Xin mời. Rồi, chào hai em. Rồi, quá đẹp trai. Bây giờ đẹp trai đã có thì còn thiếu gì sự đẹp gái. Mời hai cô gái xinh đẹp. Rồi, tan. Quá dễ thương. Hôm nay tôi sẽ chơi đổi kèo. Tôi sẽ hỏi chàng trai ngồi ở ghế màu xanh trước, để màu xanh là màu hy vọng. Rồi, chào em trai ở ghế màu xanh, em tên là gì? Dạ, em chào chị Cát Tường, em tên Lý Xuất Sắc. Dạ, em sinh năm 91. Là 31 tuổi rồi. Quá dữ. Trời ơi, thiệt hả em? Dạ thiệt. Tên này là ai đặt cho mình, ba mẹ hay ông bà? Dạ, ông nội em đặt. Ông nội đặt cho. Nhà mấy anh chị em? Dạ, 9 anh chị em. 9 cho anh chị em, đọc tên chị nghe coi. Trời, đọc từ đầu tới cuối luôn. Đúng rồi. Em đọc tên thôi. Ừ. Dạ, chị hai tên Huệ, Tinh, Quyền, Thuyền, Xuyên, Sang, Xuân, Sơn, Chắc, Thu. Trời ơi, còn chữ sờ không? Những người xưa đặt tên hay là có cái ý nghĩa rồi xuyên suốt vậy đó. Thắng lợi vẻ vang, kiểu điệu thục nữ vậy đó, kiểu đặt tên vậy phải không em? Giống như mùa xuân, mùa thu. À, mùa xuân, mùa thu, nhà em có đủ mùa hết. Dạ, tới em cái là xuất sắc. Đang làm công việc gì? Dạ, em đang làm kỹ sư xây dựng. Wow, kỹ sư xây dựng là có đi ra công trường không hay là chỉ... Dạ có. Hèn chi đen quá. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ cái gì cũng xuất sắc, cái gì cũng xuất sắc. Cái gì cũng xuất sắc hết. Wow. Dạ điểm yếu có nhiều cái hơi bị hiền và thật quá, không hiểu bạn gái. Rồi, mời bên kia. Rồi, thì giờ cô gái ngồi vị trí màu xanh, em giới thiệu về mình đi, tên gì? Dạ em chào anh Minh Đạt. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Người ta mạnh mẽ như vậy gọi là xuất sắc. Chào em. Dạ em chào chị áo đỏ, em chào... Chị áo đỏ nào đây? Có chị áo đỏ. À, hết hồn. Dạ em chào tất cả mọi người đang tham dự, đang có mặt tại chương trình và tất cả những người đang xem chương trình này. Xuất sắc. Xuất sắc em ơi. Em tên là Đào Thị Anh Thư ạ. Em sinh năm 1993. Tuổi của em là 29. À rồi. Dạ. Em quê là ở Phú Yên. Em học xong rồi em làm việc ở đây tới bây giờ. Công việc em là gì? Em là biên dịch viên, em làm tại quận 1 ạ. Biên dịch viên tiếng gì? Dạ tiếng Anh, Việt Anh ạ. Wow, cái này là giỏi Anh ngữ lắm ha. Thì bây giờ điểm mạnh điểm yếu em là gì nè? Điểm mạnh của em á, thì em là một cô gái hiền lành, ngoan. Sống truyền thống, tức là em là một người rất là hoài cổ. Em thích sống kiểu là chăm lo cho gia đình, hướng thảo với bố mẹ. Hướng gì? Cái tay quá đúng không? Hoài cổ và cũng là hướng nội nữa. Và cũng là hướng về gia đình. Rồi. Tính em rất là tiết kiệm, cũng rất hướng thảo với bố mẹ. Rồi. Biết lắng nghe mọi người, biết tha thứ cho người khác. Còn điểm yếu của em á, thì tính của em thì ngoan quá, thành ra là em rất ít khi đi chơi. Rất ít khi đi chơi. Điểm yếu là ít đi chơi hả? Dạ, ít đi chơi, không biết ăn chơi, không hứng thú tiêu tiền luôn. Cái đó là điểm mạnh chứ sao là điểm yếu. Em thường hay tiêu tiền vào những mục đích gì? Em tiêu tiền cho bố mẹ em tiêu tiền để đi học. À, tiết kiệm. Dạ. Đó là cái điểm mạnh chứ bây giờ không biết tiêu tiền. Giờ sở thích em là gì? Sở thích của em thì em thích dành thời gian bên mẹ của em. Lúc mà em ở trong này một mình thì em sẽ thích coi những thứ liên tới mèo, tới hoa. Em thích xem những cái công trình kiến trúc cổ. Wow, có kiến trúc bên kia là kỹ sư xây dựng đó nha. Ngoài ra thì em cũng rất là thích đi biển. Em thích những thứ thiên nhiên, thích hòa bình vào thiên nhiên. Một cô gái quá ngoan hiền đó trời. Em có cái tật xấu gì khác nữa không? Tật nãy giờ thấy là tật xấu em là toàn là tật tốt. Có. Ví dụ như là em thì hơi cứng nhắc, em cũng không có hiện đại lắm. Dạ với lại em nói là em rất là ít bạn, đó là một điểm yếu của em. Một lần quậy nhất của em là em làm gì? Quậy nhất của em á hả? Là làm thì cái gì? Lúc mà em căng thẳng nhất thì em ở nhà không làm gì, không đi ngủ được thì em lấy rượu ra em uống. Uống bao nhiêu nè? Đôi em thấp lắm, nửa ly. Nhậu. Không phải nhậu, Cũng có tí xíu mày xỉn mất tiêu. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chàng trai ngồi ở ghế màu đỏ. Nãy giờ anh đang bứt rứt trong người hay gì, ngồi bẻ tay bẻ chân kêu rộp rộp. Căng vậy, có hồng đỏ không? Nóng, đang nóng giận hay sao gì em? Chào chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt cùng quý vị khán giả. Em tên là Trân, em sinh năm 91. Em sinh ra ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà hiện giờ là em đang sống ở Long An với mẹ. Ủa sao sinh thành Hồ Chí Minh mà giờ sống Long An? Tại vì hồi đó ba em già về quê Long An dưỡng già, rồi cái mẹ em theo mẹ ba em theo ba mẹ em luôn. Đó. Mình đang làm công việc gì với Long An? Em đang thử việc nhân viên văn phòng. Ủa thử việc gì, hồi trước đó làm gì? Trước đó thì em học Đại học Nông Lâm xong, nhưng mà em học ngành nông học, nhưng em không có đi làm, để mình học để mình biết cái về trồng trọt thôi. Sau đó thì em đi lính xong về cái em làm dân quân trên xã một thời gian, cái là em nghỉ. Và sau này là em về em phụ gia đình, nó xong hết rồi, mọi chuyện xong hết rồi em mới đi làm. Bây giờ mới đi làm. Dạ, đúng rồi. Rồi vậy thì mình đã sẵn sàng gì để mà lấy vợ chưa? Chứ tuổi này với Long An là chắc ba mẹ cũng hối à ha. Về kinh tế thì chừng 2 năm nữa. Thì 2 năm nữa bán đất thì nó lớn lên khoe chứ. 2 năm nữa bán đất sao nó nhỏ dữ vậy? Giống như đó giờ mình ở nhà mình phụ ba phụ mẹ mà thì là chắc cũng phải có cái gì chờ chứ đúng không? Ủa mà đất đâu bán vậy? Thì đất hưởng sái từ ba. Đất Long An luôn. Đầu tư vô để mình có một cái thu nhập mà mình không cần làm cũng có cái thu nhập ổn định đó. Là cái gì? Làm gì mà không làm mà có thu nhập ổn định? Thì mình cho mua nhà để mình cho thuê. Bán đất rồi mua nhà cho thuê. Người ta thường là có đất rồi người ta mới xây nhà. Còn này bán đất mua nhà có nghĩa là đất phải bự. Phải không? Đất nhiêu mét, nhiêu công, nhiêu mét vuông? Dạ cũng đủ mua căn chung cư. Đủ mua một căn chung cư. Nhưng mà được chia của đều hết chưa? Dạ rồi. Đất đó là riêng của em thôi. Dạ đúng rồi. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Nói về điểm mạnh thì chắc em tính theo thang điểm 10 thì tại vì em cảm thấy em người rất là bình thường. Điểm mạnh thì cũng không có gì mạnh lắm. Điểm yếu thì là cũng không có gì yếu lắm. Không có. Cái tật em hơi cà rỡn. Những cái lúc mà cảm thấy mà nó áp lực quá em lại cà rỡn lên. Chứ nó thoải mái, đâu có gì đâu. Với lại cái quan điểm sống của em là em thích một cuộc sống bình thường thôi. Có tiền ít thì mình ít, có tiền nhiều thì mình cũng xài vậy, miễn là mình cảm thấy thoải mái thôi. Giờ mà em già già vậy chứ em còn ham chơi lắm. Ham chơi, chơi là chơi gì? Ví dụ em ham chơi gì? Đi chơi với bạn bè, đi mua sắm đồ, đi phượt. Có lần em đi phượt xa nhất là em chạy từ Long An cho đến đất mũi Cà Mau. Dạ đúng rồi. Chụp hình xong cái em chạy ngược về. Đi mình. Đúng rồi. Rảnh với xách xe chạy mình vậy đó. Dạ đúng rồi. Dữ ha. Rồi lúc rảnh rỗi thì em thích làm gì? Sáng em đi làm xong rồi cái chiều về, thí dụ như mà cảm thấy nó khỏe khỏe thì em tập gym. Còn chủ nhật thì còn em đi chơi với bạn. Yếu thì mình ngủ. Có bạn gái thì sao, sắp xếp thì sao? Nếu mà bạn đó gần á thì hai đứa dắt nhau đi ăn uống đồ. Còn chủ nhật thì em có thể chạy xuống bạn đó để mà hai đứa đi chơi. Ví dụ như sao gọi là gần, giờ thành phố với Long An là gần hay xa? 20 mấy cây 30 cây tiếng đồng hồ. Giờ quen bạn ở thành phố được không? Cũng được, tại vì em nhà em cũng ở Bà Điểm mà. Nó cũng gần mà phải không? Dạ. Ok. Cũng là hai chàng trai hôm nay đều là 31 tuổi hết ha? Có điều kiện hết ha chị ha? 91 hết, có điều kiện, được. Dễ thương quá chừng. Cô gái ngồi ghế màu đỏ em giới thiệu về mình đi. Dạ em xin chào chị Cát Tường, xin chào anh Minh Đạt và xin chào tất cả mọi người. Xin chào hai anh ở bên. Em tên là Nguyễn Thị Yến, năm nay em 30 tuổi. Nhà em ở Bình Phước. Công việc hiện tại của em là có mở một spa nhỏ ở quận 2. Thì trước khi đến với công việc spa thì em đã từng làm rất là nhiều nghề. Quản lý nhà hàng, cũng đã từng mở nhà hàng. Xong rồi nhà hàng có nghĩa là mình đi, mình buôn bán mà không được như ý, kiếm vốn lại, sau đó em đi học về thẩm mỹ. Và hiện tại giờ em đang có một spa nhỏ quận 2. Spa nhỏ quận. Điểm mạnh điểm yếu em là gì? Điểm mạnh của em thì là rất là dễ thích nghi. Sở trường của em thì là nấu ăn. Cái điểm yếu của em là dễ tin người và thương người. Đâm ra là cũng hay bị lừa, cứ gặp là thấy người ta khổ là lại thương. Không, kiểu như nhiều người cũng nói là kệ người ta đi nhưng mà không giúp không được, nhìn thấy vậy không giúp không được. Thấy tội nghiệp quá. Thời gian rảnh rỗi em làm gì? Bình thường rảnh là em hay nấu ăn mời bạn bè tới nhà chơi. Tự nấu xong tự dọn. Thích vậy đó. Quay trở lại với xuất sắc nè, bây giờ nói lớn là được chưa? Xuất sắc. Dạ được. Rồi, trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, một mối tình. Mà từ lúc nào kể cho chị Tường nghe coi. Dạ cũng mới hồi khoảng 2019. Lý do tại sao mình không có một cái mối tình nào lúc tuổi trẻ? Tuổi trẻ chắc em lo học với làm. Hiền quá, xuất sắc. Hiền quá. Hiền rồi. Cũng xuất sắc luôn. Bây giờ em muốn tìm một người như thế nào? Dạ em tìm một bạn thì cũng hiền thôi, biết quan tâm mọi người cũng bình thường à, chứ không cần gì đặc biệt hết. Bị mọi thứ sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Còn kẹt gì nữa không? Dạ kẹt đang tìm không chưa được người. Hiền queo, dễ thương quá chừng. Cô bé hoài cổ. Dạ em chưa có mối nào ạ. Vẫn là con gái chưa một lần yêu ai. Vui hoài luôn. Chưa tắm tay ai luôn, chưa ôm ai luôn, chưa hôn ai luôn ạ. Chưa tắm tay ai luôn, chưa ôm ai luôn, chưa hôn ai luôn ạ. Trời ơi, trong trắng trên nguyên trà. Hoài cổ thật. Anh này chắc là hợp gu với anh xuất sắc nè, thích Đấy. Người hiền lành nè. Tại vì công việc của em tiếp xúc nữ không à chị. Trong với các cô chú lớn tuổi tầm 50, 60, 70 á. Với cả là nhà có làm mai cho 3 người đàn ông. Nhưng mà họ bay đi hết rồi. Vì sao họ lại bay? Dạ tại họ bay tại vì họ thích nuôi mấy bé Hoàng Yến á. Cái mấy chim Hoàng Yến nhỏ nhỏ, chứ còn kiểu mà mạnh mẽ mà độc lập nên họ không thích. Mạnh mẽ mà độc lập nên họ không thích. Mấy con chim Hoàng Anh ngơ ngác kia chưa chắc gì mà người ta đã trong trắng như em. Dạ. Đúng không? Đâu, dễ bởi thương. Vậy mới gặp 1-2 lần đi mất tiêu luôn. Nhưng mà em sẵn sàng có bạn trai chưa? Dạ có, sẵn sàng để có người nắm tay hôn rồi chưa? Dạ có. Có ngại ngùng gì không? Dạ không à. Bao lâu nữa kết hôn được? Trong năm nay luôn cũng được nữa. Ok, năm nay kết hôn luôn được, không xuất sắc. Mạnh vậy? Mạnh vậy trời. Anh hơi đen nha em. Không sao à, em không yêu cầu về ngoại hình à. Đen mà miếng không hôi được rồi. Cao thấp rồi lùn là da đen da trắng, hoặc là bị đầu hói là bụng bự gì của trời, trời em dễ tính vậy. Em chỉ nhìn vô cái tâm với lại cách người ta sống, cách đối xử với em thôi à. Thế có điều gì mà ở đàn ông là em không thích nè? Em không thích đàn ông hiếu thắng với lại vũ phu, dễ nổi nóng, không biết kiểm soát cảm xúc. Dạ. Dính túi lỗ tường à? Dạ không. Hiền không? Dạ. Quánh vợ không? Dạ không. Cưng vợ không? Dạ cưng. Có thể phụ việc nhà vợ, nấu ăn cho vợ không? Dạ có luôn. Có luôn. Hay quá trời. Hiền lắm. Dạ. Xuất sắc. Rồi được. Anh chàng hay cười. Màu đỏ nè. Mấy mối tình rồi anh chàng ghế đỏ? Dạ 2 mối tình đơn phương rồi chị. Trời ơi, sao bữa nay sao cái gì vậy ta? Mối tình đầu tiên là mối tình học trò năm cấp 3. Và mối tình thứ hai là cũng 2019 luôn. Nói chung là em cảm thấy thích bạn đó lắm. Nhưng mà chắc tại vì cái tính em cà rỡn. Còn bạn đó thì thích một người đàn ông trưởng thành. Nên là có cố gắng mà cua bạn đó đi cũng không được. Nên là thôi, 3 năm dây dưa 3 năm nên là em. Ủa 3 năm mà chưa quen chính thức luôn? Dạ đúng rồi. 3 năm có mần ăn được gì không? Có nắm tay hung hít đi chơi riêng rồi gì không? Lúc đầu mà có gặp nhau thì có đi chơi chung, đi chung nhóm vậy. Rồi sau đó thì cũng không có nắm tay luôn. Rồi mối tình học trò có làm được gì không? Học trò lúc đó em nhát lắm. Vậy là rút cuộc tới giờ là cũng trong trắng trên nguyên, chưa có được nắm tay ôm hôn bạn gái chưa gì hết. Nắm tay thì có nắm tay nhưng mà kiểu như nắm tay là mình đi sinh hoạt đoàn mình nắm tay là chuyện. Cái đó rồi giờ đâu có tính. Bây giờ dạng như mình nắm rừng núi giang tay nồi cự phái rồi nắm như đó mà xuống trong người hết trơn á phải không? Trời đất ơi, thiệt tình bèo dễ sợ. Em như cũng có vốn ha. Người bạn gái như thế nào nè? Tại cái quan điểm sống của em là nhẹ nhàng thôi, từ từ mình tận hưởng cuộc sống thôi, chứ còn để mà nhanh quá, cái chuyện nhanh quá em không thích vậy. Đừng nên sống vội đúng không? Gu em là cứ tàn đúng rồi, tàn thôi. Tàn mà có cái để ăn không? Coi chừng tại vì em tàn vậy mà không có bộ. Đúng rồi. Cái kinh tế của em thì em cảm thấy là ok rồi. Em đang cảm thấy thoải mái với cuộc sống, thoải mái với cuộc sống của mình. Sáng đi làm, chiều về tập gym, thứ bảy chủ nhật đi chơi. Vậy thôi khỏi lấy vợ, thoải mái rồi. Thôi chán lắm chị. Thì có chán. Có chán có nghĩa là có mưu cầu. Một mình em thì có thể em tàn, mai mốt thí dụ có vợ đẻ thêm mấy đứa con nữa mà em cũng cứ tàn một đứa thôi. Trời ơi đẻ nhiều mệt lắm chị. Rồi có gì đâu khóc. Không phải. Rồi có gì đâu khóc. Không trời. Phải. Cái này tại vì mắt cái lớp trang điểm nó rớt vô mắt. Ai biểu trang điểm? Trời ơi, trang điểm đồ luôn. Với Long An đồ lên trang điểm đồ luôn. Có gì đâu khóc anh trời ơi. Trời ơi, tha cái môi son đậm lè lắm lét đỏ lét rồi cha. Trời ơi, ổng mắc cỡ nữa rồi. Chết cái này là đẹp trai. Lát nữa là mới ghi điểm được. Nhưng mà phải nghiêm túc không được cà rỡn nha. Thời tính em vậy rồi sao biết sao chờ chị. Vậy hoài rồi sao con gái người ta tưởng mình không nghiêm túc sao người ta chịu. Nói chứ phải điều chỉnh bản thân chút xíu rồi mình mới có vợ. Em cũng cố gắng. Cái lúc quen bạn đó em cũng cố gắng là kiểu như là mình trưởng thành tí. Mà em thấy áp lực nó mệt. Lớp trang điểm này. Ủa sao xuất sắc đánh cái tông gì mà trang điểm thì sao? Chét lộn than hay gì vậy? Chét lộn. Không là dân xây dựng đúng không? Dạ, trang điểm cũng không nổi. Không đẹp trai. Rồi bây giờ muốn người bạn gái như thế nào nè? Hiền thôi. Rồi bạn đó như thế nào thì cũng được. Nói chung là em quan trọng là cái cảm giác của em. Dễ thương quá trời, hiền queo luôn. Em nó có bao nhiêu cuộc tình rồi? Dạ 4 á. Dạ. Một con số 4. Một mình em mà chắc hết 3 bạn này luôn, không bằng cuộc tình của em. Em làm như là xuất sắc. Tình đầu tiên của em là em cũng quen được gần 2 năm, là cũng tính tới chuyện lâu dài. Anh ấy cứ quay lại với người yêu cũ. Trời cái có một lần anh đánh em, là từ lần đó là em bỏ anh luôn. Bắt đầu xuất hiện sự bạo hành đúng không? Thôi bỏ đi, bỏ đi. Đập nguyên trái dưa hấu vô đầu á. Đập nguyên trái dưa hấu vô đầu á. Trời đất ơi. Trời. Đầu ai? Đầu em. Đập trái dưa hấu lên đầu em. Bể đôi trái dưa hấu luôn. Wow, cái đầu em cũng xuất sắc chứ. Em tức của em lấy dép em tạt lại luôn. Chứ sao tự nhiên ba mẹ mình không đánh mình thôi, tự nhiên chị mới yêu nhau thôi mà. Mắc mớ gì không có quyền đánh. Mối tình thứ hai cũng là người yêu cũ nữa. Cái anh này thì quen lâu hơn xíu, cũng gần 3 năm. Cái xong rồi cái nói chung là em giống như kiểu bị ám với người yêu cũ gì đó, thiệt. Rồi sao nữa? Tất cả 4 mối tình đều liên quan tới nhiều. 4 mối tình đều liên quan tới nhiều cũ. Trời đất ơi. Thôi nói nghe nè, đợt này em quen hai anh này là ngon, tại vì không có người yêu cũ để mà trở luôn. Thật, giống như kiểu nói ra không ai tin, nhưng mà thật sự là toàn liên quan đến nhiều. Số 3, số 4 cũng y vậy luôn, y chang luôn. Thí dụ như cái anh đỏ bên đây nè, dạ, là anh chưa có mối tình nào hết thì chắc chắn cái chuyện mà quay lại với mối tình cũ là không có. Dạ. Nhưng mà anh sẽ bị là chưa có kinh nghiệm trong tình trường, ngây ngô, có thể anh thôi chưa biết cách chăm sóc em. Còn ngây ngô quá thì em thấy sao? Em chỉ cần là anh biết quan tâm, anh biết chia sẻ lúc mà mình mệt mỏi, nhiều khi công việc nhiều khi cũng có cái mệt mỏi. Chỉ cần động viên mình như vậy thôi chứ em cũng không cần phải biết nhiều. Không có hơi ngây ngô cũng dễ thương đúng không? Dạ. Nhưng mà giờ không biết em vậy. Đúng. Hơi ở xa nhau chút xíu nè. Bao lâu lên được lần? Quận 2 với Long An. Thì chắc là chỉ có chủ nhật thôi chị. Chủ nhật. Em thì nói chung là em cũng làm suốt ta. Nói chung là cũng không phải ép buộc là phải cả tuần là phải gặp nhau hay là gì. Nhưng mà giả dụ như có thời gian rảnh thì nên dành cho nhau, ví dụ như vậy. Ví dụ như em thì giả dụ tuần 2 tuần lên lần cũng được. Thế em rảnh em có sẵn sàng đi thăm ảnh không? Được, em thích đi chơi mà. Giả dụ như ở dưới đó Long An hay là ở đâu thì em cũng có nhiều bạn bè đó. Nói chung là một công đôi việc, vừa xuống đi chơi, vừa được đi chơi, vừa được... Có mẫu hình lý tưởng gì không à? Dạ, cái người đàn ông đó là phải có chí xíu. Hôm nay mình cố gắng hơn hôm qua một xíu vậy đó. Thì cả hai phải cùng cố gắng. Từ lúc mà em đi học em không có gì cả, em tự làm hết. Tự một mình em làm, tự một mình em mở tiệm, đến nhà hàng em mở. Thì ba mẹ em cũng không biết. Đến lúc mà ngày khai trương này em mới gọi ba em. Hai người này là có cái điểm đó là chưa phù hợp đó. Anh này ảnh không có chí. Ảnh từ từ. Ảnh thích đi chơi. Em thì cũng thích đi chơi nhưng mà cái nào chơi là chơi, còn làm là làm. Em truyền cho ảnh tí động lực làm việc. Ảnh sẽ cho em cái sự thư thả an yên. Hai người phù hợp, chị thấy tạm ổn đó. Nha. Được chứ, được chị. Em là người nhà của ai? Dạ, lời đầu tiên em xin chào chị Cát Tường, chào anh Minh Đạt, chào quý vị khán giả đang xem chương trình. Em tên là Nguyên, bạn thân của Yến. Em thì chơi với Yến năm nay cũng được là 7 năm chơi với nhau, nên là em cũng rất là hiểu tính tình của Yến. Thêm là em biết được một cái là Yến là phải công nhận là nấu ăn rất là ngon, rất là giỏi. Nếu mà anh nào mà quen được Yến thì được ăn ngon mỗi ngày luôn. Muốn quen bạn em á thì cũng cần chững chạc lên một chút xíu. Nói chung là hai người phải hiểu nhau và chiều nhau và cùng nhau cố gắng. Theo em thấy hai anh bên đây thì anh ghế đỏ chỉ cần khắc phục một chút xíu thôi là dễ hợp với Yến hơn. Rồi, cảm ơn em. Còn chần chờ gì nữa Tường ơi? Mở cửa trái tim. Sao nè, những ánh mắt nhìn nhau ai cũng tặng hắn hết. Rồi em cảm ơn anh. Dạ em cảm ơn anh. Tập gym rồi đàng hoàng nha, tướng ngon mà, công tử à. Có thể cho biết món quà này là gì à? Dạ sô-cô-la. Sao là tặng sô-cô-la? Tại em thích ăn sô-cô-la. Tại em thích ăn sô-cô-la. Thấy không, em thấy không? Em thấy chưa có kinh nghiệm không? Anh thích sự ngọt ngào, anh tặng em sự ngọt ngào của anh. Nhưng mà chân thành cũng được. Cảm xúc đầu tiên của em khi mà mở cửa trái tim ra nhìn hai cô gái bên đó thì như thế nào? Lúc mà chưa mở cửa đi thì em cảm thấy là hai cô gái này nói chung là hai bạn rất là tự lập, nói chung là mạnh mẽ. Rồi giờ khi mở cửa ra nhìn chưa? Dạ rất là xinh. Có thấy gì chưa, rung động sao xuyến gì chưa? Cười hoài luôn á. Hả? Trời ơi cười nữa, tao nói mình không nghiêm túc quá trời. Dạ xinh thôi chị. Chán ông quá. Xuất sắc. Dạ. Giật mình. Chị làm cái xuất sắc giật mình luôn chị. Mở cửa trái tim ra thấy như thế nào? Dạ thấy hai bạn cũng xinh lắm. Xinh lắm. Dạ. Bây giờ mình văn nghệ đi. Nè Yến. Dạ. Em có thể hát một bài hát gì cho nó phá tan không khí mắc cỡ này được chứ? Đêm ơi đang ngủ chưa, ngồi đây uống với tôi vài ly, chơi với trong quên rồi. Gì đâu cắn luôn nó quên rồi. Bây giờ cho mời anh Mãnh đề nghị lại đó rồi hát được không? Được em thoải mái thôi. Dạ. Sở trường của em là nấu ăn, bánh đồ thứ thì em nào nấu được hết. Là bánh em làm hả? Sáng nay em có làm, là lúc mang tới đây nó có đang nóng hổi luôn, nhưng mà tại vì em chờ từ lúc 2 giờ trưa tới giờ nên là nóng hổi mất rồi. Thì thôi mong mọi người ăn thử đây. Mời em mời anh. Đây em mời chị. Chắc ngon hơn ổn mì ạ. Ăn thử tay nghề của em đi. Ăn thử tay nghề của cổ nè. Rồi sao bây giờ cảm nhận bánh của người ta nè. Dạ ngon. Ngon như thế nào? Thì là ngon. Trời, ông muốn cô gái ông nói dài dài hơn chút xíu được không? Trời ơi ông ơi ông, người ta làm cả một buổi sáng mới được cái vị bánh đó đó. Trang chứa gì nói những lời hoa mỹ đi. Những lời hoa mỹ bay bướm đồ. Thôi anh. Rồi có hỏi giá không? Bán nhiều cái đồ luôn đi. Bây giờ về Long An mở tiệm bán bánh, làm bánh về bán được không? Không, Long An em đâu có đất về mặt tiền đâu mở bán. Đất không? Bán đất ở trong đi ra mặt tiền mua. Đúng rồi, bán đất ở trong đi ra mặt tiền mua. Ông cười hoài trời. Rồi bây giờ mình muốn hỏi gì hai cô gái đó hỏi đi. Mạnh dạn lên em. Nhường cái gì mà nhường. Mạnh dạn lên xuất sắc. Thưa cho anh hỏi hiện tại em đang làm ở đâu? Dạ em làm ở quận 1 ạ. Công việc thì ở quận 1 còn trọ em ở đâu? Dạ em trọ ở Phú Nhuận ạ. Thì đi làm sáng đi chiều về. Dạ đúng ạ. Rồi tối tối em có hay rảnh đi chơi này kia? Tối thì thứ tư em học. Em học gì? Em học thêm á anh. Còn nếu mà anh muốn đi rủ em đi chơi hay đi đâu buổi tối thì cũng được. Nhưng mà nhớ rủ ít thôi, đi chừng nửa tiếng thôi tại em phải học nữa. Nửa tiếng là đi đâu bà? Cũng như hai đứa đi rủ nhau đi chơi điện tử quánh xong trận này. Sắp xếp coi tối rảnh rủ em đi chơi, ví dụ như chủ nhật đồ. Tại anh cũng ở Suối Tiên chạy lên Phú Nhuận cũng gần. Dạ được. Chắc cũng 45 phút. Xa vậy ha. Bà chị, bà tân tiến chút xíu bà chị. Bà cổ hủ hoài à. Cái cổ chơi mà cứ chơi nửa tiếng chi vậy? Nhỏ chạy từ Suối Tiên lên nhà em mất 1 tiếng rồi đi chơi có nửa tiếng, nhỏ chạy về. Dạ được, em đi chơi lâu hơn thì được. 45 phút không? Thì nói chung về trước tầm cỡ 9 giờ là được à. Về trước tầm cỡ 9 giờ là được à. Đi chơi mấy giờ mà về 9 giờ? Tại vì em cũng không có quen đi chơi, về trễ quá em cũng sợ. Lỡ tới 8 giờ 50 mà gặp trời mưa lúc đó về không được hay sao? Chết rồi đúng không? Đi trên đường từ dưới Suối Tiên chạy lên mắc mưa. Kẹt xe nữa anh. Kẹt xe nữa, 8 giờ 45 tới chơi gì chơi 15 phút. Dạ thì... chơi bún thung hả? Thôi nói ra cũng được. Hay là hai đứa rủ nhau chơi cò cò vòng vòng trong nhà thôi ngủ. Bye bye anh, em lên học. Nói ra cũng được. Chút xíu đi bà chị. Dạ. Mình rủ đi ăn hay là đi uống, đi xem phim. Thường những bộ phim ta phải xem ban đêm thì nó mới là thú vị. Mà các bộ phim là phải 2 tiếng 2 tiếng 15 phút. Một bộ phim ít nhất cũng vậy. Bộ phim gì? Nửa tiếng 45 phút phim hoạt hình. Bây giờ nè chú sắp cái lịch vậy nè. 7 giờ 5 giờ chiều mới đi làm về phải không xuất sắc? Rồi tắm rửa mà từ đó chạy lên tới nhà em là phải gần 7 giờ tối. Hẹn 7 giờ tối lên tới thì hai đứa phải đi ăn chứ. Đi ăn nhanh phải mất 1 tiếng là 8 giờ phải không? 8 giờ đi vô coi phim mà cũng phải tới 10 giờ rưỡi 11 giờ mới về tới nhà được không? Có bồ hồi đó giờ chưa có bồ, bây giờ bữa nay có bồ. Nó phải thoáng một chút chứ. Cái đó là đàng hoàng chứ chưa có chơi cái gì bậy bạ luôn. Là ăn xong đi coi phim đi về 11 giờ được không? Dạ em ráng thì chắc mình trong tuần thứ 2 đến thứ 6 thì đi chơi nhẹ nhẹ thôi, còn cuối tuần chơi nhẹ nhẹ. Đi chơi nhẹ nhẹ cũng được à. Đi chơi được không em? Dạ được. Dễ thương không? Dạ dễ thương. Quá dễ thương. Em có muốn gì hỏi là ảnh không? Dạ có ạ. Hỏi đi. Ví dụ như sau này anh lấy vợ đi, vợ anh về nói là anh ơi em mệt lắm, em đau cổ em đau eo em rất là mệt đó, thì anh làm gì để cho vợ anh? Em mới đi làm về mệt thì nghỉ ngơi đi. Em nói em đau. Trời ơi đau lưng. Em mệt. Cơm nước chưa nấu, nhà không ai dọn hết thì anh định làm gì cho vợ anh? Thì em đi làm về mà kiểu hết sức thì anh sẽ dọn. Khi mà em về thì lúc đó đau cổ thì anh có thể xoa bóp. Ví dụ vậy. Mình có bồ, mình phải chăm sóc cho nhau chứ phải ôi em về làm mệt thôi, lên nghỉ ngơi đi chứ. Nấu cơm xong rồi lên ẵm em xuống ăn cơm. Được không? Em bưng lên luôn cho. Đúng, bưng lên luôn. Bưng lên luôn. Dữ dằn thiệt. Xuất sắc. Khúc này xuất sắc nè. Rồi giờ tới anh được chưa anh? Hay là bác nữa? Em không biết hỏi gì luôn hả chị? Này chị này chắc phải đào tạo hơi lâu à. Em nhận học viên á, em đào tạo á, được đúng rồi, giả dụ như em bình thường em dạy mấy bạn phun xăm á, tháng rưỡi mấy bạn ra nghề này chắc phải nửa năm. Giờ em hỏi ngược lại đi. Em là bây giờ nếu giả dụ như anh với em quen nhau, mình có nghĩa là mình đừng có tàn xíu nữa. Thay vì bây giờ anh chỉ muốn là đi chơi công việc tàn đủ ăn đủ mặc là được đúng không? Nhưng mà bản thân em thì em muốn là mình phải có cái gì đó phải hơn, mỗi ngày mình phải hơn một xíu, thì anh có thể cố gắng hơn được một xíu được không ạ? Ví dụ là em nói em muốn là có cái gì đó thì không, cái gì đó là cái gì? Thường bây giờ mình có đất đúng không? Thì mình phải muốn phải ráng làm để kiếm tiền mình xây được cái nhà trên cái miếng đất đó. Có đất rồi thì mình phải muốn cố gắng là mình mua được cái xe, được cái nọ kia. Giả dụ như hai vợ chồng thì không nói, giả dụ quen nhau lấy nhau hai vợ chồng thì không nói, nhưng mai kia có con có cái thì không thể nào mà mình cứ tàn để con cái thua bạn thua bè được. Sống nó cao cấp hơn. Đúng rồi. Càng tân tiến thì mình phải càng cố gắng hơn nữa với theo kịp thời đại, chứ còn mình cứ tàn thì người ta có thể là bạn bè mình đi tới đâu rồi nhưng mà mình vẫn ở một chỗ thì cũng không hay. Thật ra những điều em nói thì nó đúng. Nói sao ta? Tại vì cuộc sống của anh á, anh cảm thấy là bây giờ nó rất là ok rồi. Tại vì thêm một cái nữa là quan điểm sống của anh á, về vật chất á, anh cũng chả muốn cái gì là nhiều hết. Đối với em xe thì có đi là được, nhà có ở là được. Còn để mà em dòm một người ta mà người ta có cái này, em cũng phải cố gắng để em có luôn cho nó. Nếu như mà khả năng em đạt được á thì nó không thành vấn đề, nhưng mà khả năng mình không đạt được mình cố gắng, mình cứ cố gắng mình dòm rồi mình cứ lao theo nó, thấy cuộc sống nó không có ý nghĩa gì. Nó ổn đúng không? Dạ đúng rồi. Em muốn một người đàn ông như vậy thì chắc anh không phải là phù hợp với em. Nhưng mà anh thiết nghĩ vậy, ví dụ như mình có xe, như là xe mình chiếc Rim đi. Dạ. Đó, chiếc Rim đó thì khoảng 10 năm nữa thì chiếc Rim đó là mình phải chạy, là mình không có đạp số nữa. Nó có xe tay ga thì mình cũng phải nâng cấp mình lên tay ga nó, mình đỡ đạp số và mình thuận tiện hơn cho công việc di chuyển của mình chứ, đúng không? Không, em thấy em chạy xe vậy thì ok. Em thì ok nhưng mà vợ con em nó sẽ không ok. Bởi vậy em mới tìm một người là có một cái cách sống giống em. Sao em lại bắt con em cũng phải sống như em? Không, em không bắt con em, chỉ muốn có một đứa con thôi. Rồi con em thì em tạo cho nó những cái điều kiện gọi là cơ bản nhất để nó tự phát triển theo cái bản thân nó, chứ em không ép nó là con phải học cái này, con phải học cái kia. Bởi vì chính bản thân em đã bị cái sự gò bó, mình cảm thấy nó rất áp lực, nên là em muốn con em nó không có áp lực gì hết. Nói chung mình tạo cho nó một cái cơ sở về vật chất, nó nói chung mình nó muốn học gì nó học và nó cảm thấy thoải mái trong cái cuộc sống của nó. Em không làm mà lấy đâu em tạo được cho con cái cơ sở vật chất? Cái gì? Đủ sức. Em ơi, không có bao giờ gọi là đủ sức hết á. Giờ của là của cha của mẹ để có như núi mà mình ngồi ăn không, mình không làm nó cũng hết nữa. Không, tại vì đối với em đâu có ăn nhiều. Trời ơi, em không ăn chơi cũng không nhiều. Em không ăn mà vợ em ăn rồi con em ăn. Cái mức sống như vậy, cái tiền mình có như vậy á thì mình phải nói chung là có cuộc sống dạng như liệu cơm nước mắm chứ gì, hợp lý với cái số tiền đó. Nhưng mà thí dụ như em cầu tiến em làm kiếm tiền nhiều hơn thì không, em cao ra em đi làm thì em cũng cố gắng em làm, nhưng mà em làm là chỉ là để con có cái môi trường để mà mình làm trong đó. Giờ này mua xe hơi nhà lầu không nổi đâu. Mới 31 tuổi mà ông làm như ông 60 tuổi vậy đó. Tại vì không nổi nó mới cần cố gắng. Tại vì cái suy nghĩ của em về cuộc sống là như vậy và em thấy là nó rất là ok. Nếu em đã thấy ok rồi thì em cứ ok. Nên là em muốn tìm một người bạn gái là cũng có cái suy nghĩ như vậy. Có thể cũng có. Em tính ra một phép tính là cứ một tỉnh thành là sẽ có 8 cô gái giống em. Một tỉnh thành là sẽ có 8 cô gái giống em. Và hiện giờ có thể là em đang đi tìm cái người giống mình. Em đang thống kê được luôn á hả? Dạ. Rồi. Nhưng mà chắc là trong trường quay này không có 8 người trong số cái tỉnh thành như em nói rồi. Dạ. Em không tin là em không tìm. Chị cũng không tin là chị ế đến giờ luôn mà chị vẫn ế tới giờ đó. Hai bạn kia còn muốn nói nhau gì nữa không? Chắc có, em muốn hỏi em. Dạ ví dụ như sau này á, là nếu mà lấy chồng về là em vẫn muốn đi học thêm á, ví dụ như là em vẫn muốn đi học thạc sĩ thêm á, em cần chồng em là hỗ trợ em mấy công việc nhà này nọ, nó sẵn sàng hỗ trợ không ạ? Được. Hàng tháng thì em luôn gửi tiền về cha mẹ với ba của em á, thì sau này em vẫn sẽ giữ cái điều đó. Thì anh có thấy khó chịu về chuyện đó không? Không, cái đó là bình thường. Đúng rồi, cái đó là trách nhiệm của một người con. Dạ. Bình thường. Dạ em xin hết rồi. Rồi bây giờ chị sẽ mời cho các bạn cảm xúc một chút xíu. Mời hai bạn trai lần lượt qua xin nắm tay hai bạn nữ. Rồi muốn nói cái gì đó nói, nhìn nhau 30 giây. Cơ hội là cơ hội quyết định đó. Mạnh dạn là xuất sắc rồi. Xin bạn. Có vẻ chật choạng quá. Anh nói em sao? Anh còn nhớ tên em không? Hả? Anh còn nhớ tên em không? Tên Thư. Dạ. 93. Dạ. Anh thấy em sao? Ê, cũng dễ thương hiền, nhưng cái tính cách có nhiều cái cũng hợp với anh. Dạ. Em với anh cũng dễ thương. Dễ thương thôi hả? Dễ thương là em còn nhiều điều em còn muốn tìm hiểu về anh thêm nữa. Thế bây giờ muốn tìm hiểu bây giờ hay là sau chương trình mình ra mình tìm hiểu? Để từ từ sau rồi tìm hiểu. Dạ. Ủa, em nói chuyện mà em hỏi chị được chưa? Rồi, cảm ơn ta về chỗ. Mất phương hướng không biết về đâu luôn. Không đi cà ba về rồi, mời em. Đi sửa điện có bị điện giật lần nào chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Sao thấy đi cà xỉn vậy? Dạ. Tay lại ngắt. Tay run phập. Vui tính dễ thương. Nói chuyện gì đấy? Ủa? À chắc sắp ký hợp đồng gì qua bắt tay rồi gái rồi xong về hả? Cười quái á, ổng là ổng bị cười. Nói chung là hôm nay em cũng rất vui, hôm nay được gặp anh. Không anh biết. Dạ, nhưng giống như kiểu như là em thì em nói chung là quan điểm sống của hai người nó hơi khác nhau. Cảm ơn anh. Không sao, anh nói chung là tại vì anh cũng cảm thấy là lúc đầu em chia sẻ như vậy là anh cũng cảm thấy là giống em rồi. Em bản thân em thì em không cần là mình phải theo người này người kia, ví dụ người ta có cái này em phải đòi cái kia, nhưng mà ít ra mình mỗi ngày mình phải có một tí hơn một xíu. Chứ không phải là mình cứ mãi dậm chân ở một chỗ như vậy. Hồi đó anh xuống hoạt đoàn nhiều quá em, anh đã dậm chân tại chỗ. Thì nói chung là hôm nay rất là vui gặp anh. Rồi thôi được rồi, về chỗ đi. Mời các bạn đặt tay vào nút bấm của mình bên cạnh ghế. Hãy nhìn cho rõ, một cái nút màu đỏ, một cái nút màu xanh. Mình thích người ngồi ở ghế màu nào thì bấm ghế màu đó. Các bạn phải đưa ra quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. Nhắm mắt lại đi ạ. 5 4 3 2 1. Thay vì bây giờ anh muốn là đi chơi, công việc càn càn, đồ ăn hoặc là được đúng không? Nhưng mà bản thân em thì em muốn là mình phải có cái gì đó phải hơn, cũng là mình phải hơn một xíu, thì anh có thể cố gắng hơn được một xíu được không ạ? Em cũng cố gắng em làm, nhưng mà em làm là chỉ là để con có cái môi trường để mình làm trong đó. Giờ này mình mua xe hơi nhà lầu không nổi đâu. Em muốn một người đàn ông như vậy thì chắc anh không phải là phù hợp với em. Em vẫn muốn đi học thạc sĩ thêm á, em cần chồng em là hỗ trợ em mấy công việc nhà này nọ, anh có sẵn sàng hỗ trợ không ạ? Được. Hàng tháng thì em luôn gửi tiền về cha mẹ với ba của em á, thì sau này em vẫn sẽ giữ cái điều đó. Thì anh có thấy khó chịu về chuyện đó không? Không, cái đó là bình thường. Đúng rồi, cái đó là trách nhiệm của một người con. Và bấm hết thời gian. Này không cần phỏng vấn nữa, tại vì cặp đôi này tại sao không bấm thì chúng ta cũng đã hiểu rồi. Nắm tay nhau đi, có thể năm nay báo tin vui. Trời, hắc bạch ha. Cảm xúc của em như thế nào? Ấm áp. Ấm áp. Em thấy như thế nào cưng? Dạ cũng khá là tò mò về anh này. Tò mò lắm hả? Cứ khám phá cho chị nha không? Được thì mình tiến tới nha không? Cũng bớt khó khăn, dễ chịu chút xíu. Chắc chắn em sẽ tìm được 8 người trong một tỉnh ha. Tỉnh Long An thôi, cho đừng đi xa, mất công lắm, xe đạp không nổi đâu nha. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ một nụ hôn dành tặng cho nhau trong ngày đầu tiên. Một cái mối tình, bắt đầu cho một mối tình đẹp. Dạng lên, xuất sắc. Chơi hôn cái. Rồi thì làm đi chứ còn không lẽ bắt người ta phải đưa qua nữa.